Chào các bạn học sinh, cô tên là Mai Vân, giảng viên tại trường Anh ngữ ALS. Tiếp tục series các thì cơ bản trong tiếng Anh của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thì hiện tại, hoàn thành, tiếp diễn. Nghe rất là phức tạp đúng không nào? Đã hoàn thành rồi lại còn tiếp diễn. Vậy thì này chúng ta dùng thế nào, có công thức như thế nào và có lưu ý gì? Và quan đặc biệt là nó khác gì với thì hiện tại hoàn thành? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu với cô thì này trong bài tập ngày hôm nay nhé. Stay tuned! Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và phần thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu điểm khác nhau của thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng được dùng trong những trường hợp như thế nào các bạn nhé. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chúng ta có công thức như thế nào? Như tất cả các thì chúng ta đã tìm hiểu đúng chưa? Chúng ta sẽ đi qua các phần câu khẳng định có công thức thế nào, câu phủ định và câu nghi vấn thì có công thức như thế nào. Đầu tiên câu khẳng định bắt đầu sẽ là gì nhỉ? Chính xác, chủ ngữ cộng gì nữa? Have hoặc là has đúng chưa nào? Sau đó chúng ta cộng với gì nhỉ? À, có phải phân từ 2 không? Không nhá, nếu mà cộng với phân từ 2 thì là gì? Thì hiện tại hoàn thành. Còn chúng ta đang phải tìm công thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta sẽ cộng với been. Sau đó cộng với verb. Rồi, đến câu phủ định thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Đúng, vẫn chủ ngữ, vẫn cộng với have và hoặc là has. Nhưng chúng ta sẽ thêm not. Rồi, và chúng ta có cộng với gì không nhỉ? Been và verbing không? Có. Chúng ta vẫn cộng với been rồi cộng với verbing. À, vậy với câu phủ định, chúng ta muốn hình thành thì chúng ta chỉ việc thêm not và sau have hoặc has, đúng chưa nào? Thế còn câu nghi vấn thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Chính xác, chúng ta sẽ đảo trợ động từ have hoặc has lên đầu. Vẫn cộng với chủ ngữ. Vẫn cộng với gì nhỉ? Been. Và cộng với verb. Đúng chưa nào? Ok. Và câu hỏi này sẽ là câu hỏi yes no question. Câu hỏi trả lời có hoặc không đúng chưa nào? Còn nếu chúng ta muốn hỏi những câu hỏi mở, những câu hỏi có từ để hỏi thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ thêm chính xác từ để hỏi ở đầu. WH question words. Công thức vẫn vậy. Cộng với have, has, cộng với chủ ngữ, cộng với been và cộng với verb. Ok. Vậy thì trong cái phần công thức này chúng ta có điều gì cần lưu ý? À, chúng ta sẽ phải sao? Xác định xem chủ ngữ của chúng ta là gì để chúng ta biết là chúng ta dùng have hay has đúng chưa nào? Với những chủ ngữ I, you, we, they và gì nữa? Các danh từ số nhiều. Cô sẽ viết là now số nhiều nhá. À, chúng ta sẽ dùng với gì? Chính xác, chúng ta sẽ cộng have đúng chưa nào? Cộng have với các chủ ngữ I, you, we, they và các danh từ số nhiều, ví dụ như những đứa trẻ children, ví dụ như những bông hoa flowers, những cái bút pens. Ok. Còn những chủ ngữ ngôi thứ ba số ít he, she, it và các gì? Danh từ số ít. Các danh từ số ít chúng ta sẽ cộng với gì nhỉ? Chính xác rồi, chúng ta sẽ cộng với has. À, chúng ta đã dùng has. Vậy khi chủ ngữ là danh là I, you, we, they, danh từ số nhiều chúng ta đã dùng have với tất cả các dạng. Và he, she, it, danh từ số ít chúng ta sẽ dùng has với tất cả các dạng nhé. Ok chưa nào? Rồi, chỉ còn một chút lưu ý là khi chúng ta viết là have not và has not đúng chưa nào, ở trong công thức của câu phủ định thì chúng ta có thể rút gọn thành gì? Haven't và hasn't.
Okay. Cô lấy một ví dụ nhé. I have been working very hard. I have been working hard. À, cô đang làm việc chăm chỉ. Cô đã làm việc chăm chỉ đúng chưa nào? Bây giờ chúng ta muốn chuyển câu này về gì? Câu phủ định thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ thành gì nhỉ? I have not, hoặc là gì? Haven't been working hard, đúng chưa nào? Rồi, câu khẳng định này, câu phủ định này. Bây giờ cô muốn chuyển câu này thành câu nghi vấn thì cô sẽ làm gì nhỉ? Chính xác, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đảo trợ động từ have lên đầu, đúng chưa nào? Mình sẽ có câu Have I been working hard? Have I been working hard? Hỏi chấm. Rồi, dạo này thì tôi có làm việc chăm chỉ hay không? Gần đây thì có làm việc chăm chỉ hay không, đúng chưa nào? Rồi, nếu cô muốn hỏi một câu hỏi mở thì cô sẽ đưa gì? Câu từ để hỏi lên đầu câu. Và cô sẽ không hỏi là dạo này tôi có làm việc chăm chỉ hay không nữa, mà cô sẽ hỏi là gì nhỉ? Bạn, dạo này bạn đang làm gì? Dạo này bạn làm cái gì đấy? What have you been doing? Gần đây, lately. À, dạo gần đây thì bạn đang làm gì đấy? À, bạn có thể, các bạn có thể nói là gì nhỉ? I have been studying very hard. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chúng ta sẽ sử dụng trong những hoàn cảnh nào nhé? Phần thứ hai của chúng ta là cách dùng is. Ok. Cách dùng đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nghe sẽ gần giống với thì hiện tại hoàn thành đấy. Đó là một hành động hoặc một sự việc bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Cô ví dụ nhé. Cô đã làm việc ở ALS được 4 năm rồi. I have been working at ALS for 4 years. Rồi, rõ ràng đây là một hành động gì nhỉ? Đã bắt đầu trong quá khứ, tức là cô đã bắt đầu làm việc ở ALS 4 năm trước, đúng chưa nào? Và vẫn kéo dài đến hiện tại. Có thể tiếp diễn đến tương lai, mà có chắc là sẽ tiếp diễn đến tương lai đấy. Ok, và cô đang sẽ là muốn nhấn mạnh đến cái gì đấy? Đến cái quá trình của cô là for 4 years. Cô muốn nhấn mạnh đến cái quá trình, đến cái hành động đấy. Ok. Cách dùng thứ hai của chúng ta sẽ diễn tả một hành động vừa mới kết thúc. Một hành động vừa mới kết thúc. Cô ví dụ nhé. À, buổi sáng hôm nay cô đi tập thể dục. Cô chạy rất là nhiều. Và sau khi cô trở về nhà thì anh trai cô có nói là Oh, you're sweating. Bạn đang chảy mồ hôi đấy. Em đang chảy mồ hôi đấy. You are sweating. Và cô nói là Oh yes. Cô khoe với anh cô là cô đã chạy rất là chăm chỉ, cô đã chạy rất là nhiều. I have been running. I have been running. Cô muốn nhấn mạnh à? Tại vì cô đã chạy đấy. Tại vì cô chạy và cô vừa mới chạy xong, vừa mới kết thúc. Thế cho nên là bây giờ cô đang toát mồ hôi. Rồi, cách dùng thứ ba của chúng ta sẽ diễn tả một hành động lặp đi lặp lại.
một hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ, có bạn nào mà nhà có em nhỏ hoặc là nhà gần các bạn nhỏ không nhỉ? Các bạn trẻ sơ sinh, đúng không nào? Các bạn nhỏ thì hay làm gì? Hay khóc nhà đúng không? Cry. Và cô có thể lấy một ví dụ nhé. The baby. Các bạn nhỏ khóc cả ngày luôn. The baby has been crying all day. Các đứa trẻ đúng không? Đứa bé đã khóc cả ngày. Đó, và cái hành động này nó lặp đi lặp lại và nó diễn ra cả ngày. Và cô muốn nhấn mạnh vào cái quá trình, cái hành động đấy nó diễn ra lặp đi lặp lại. Hay như một ví dụ khác cô lấy, they have been phoning me all day. Họ gọi điện cho cô cả ngày, họ gọi liên tục. Cô muốn nhấn mạnh vào cái việc là họ gọi cô. Đó, họ gọi cô liên tục, lặp đi lặp lại. Vậy thì đây là cách dùng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hơi na ná thì hiện tại hoàn thành đúng không? Thế nhưng mà nó khác nhau đấy. Và nó khác nhau ở điểm nào? Thì các bạn tìm hiểu cùng với cô nhé. Cô sẽ chia bạn ra bên này là thì hoàn thành, còn bên này là gì? Hoàn thành tiếp diễn. Một bên là hoàn thành, một bên là hoàn thành tiếp diễn. Cô sẽ viết lại để cho đẹp hơn này. Bên này là hoàn thành, bên này là hoàn thành tiếp diễn. Rồi, cô lấy ví dụ một hoàn cảnh nhá. Các bạn thường thì là trước khi mà đi chơi thì sẽ phải làm gì nhỉ? Bố mẹ sẽ yêu cầu mình hoàn thành bài tập về nhà đúng không? Rồi, vậy thì cô sẽ lấy ví dụ. I have finished my homework. Đúng chưa nào? Therefore, chính vì thế, I can play video games now. Rồi, I have finished my homework. Therefore, I can play video games now. Con đã hoàn thành, các bạn nói với mẹ đúng chưa? Con đã hoàn thành bài tập về nhà rồi. Chính vì thế mà con có thể chơi video games, chơi điện tử bây giờ nhé. Nếu như bố mẹ mình hứa với chúng ta điều này đúng không nào? Vậy thì chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái gì đấy? Chúng ta đã hoàn thành rồi, tức là nhấn mạnh gì nhỉ? Chính xác, chúng ta nhấn mạnh vào kết quả đúng chưa nào? Chúng ta nhấn mạnh vào kết quả. Đó. Thế còn bên này thì sao? Một hoàn cảnh cũng tương tự nhá. Các bạn nói với bố mẹ là bố mẹ ơi, con rất là mỏi mắt. Bởi vì sao? Bởi vì con đã học được liên tục 3 tiếng rồi. I have been doing my homework for 3 hours. Tận 3 tiếng rồi. Đó. Và mắt con mỏi. My eyes are tired. Ơi, thế các bạn muốn nhấn mạnh về điều gì đây? Mắt con bị mỏi bởi vì con đã học liên tục 3 tiếng đúng chưa nào? Liên tục 3 tiếng. I have been doing my homework for 3 hours. Vậy các bạn muốn nhấn mạnh cái gì? Chính xác, muốn nhấn mạnh đến cái quá trình. Được chưa nào? Hay là đến cái hành động, đến cái hành động học của mình. Một bên thì các bạn muốn nhấn mạnh đến cái kết quả là mình đã hoàn thành rồi. Còn một bên chúng ta nhấn mạnh đến cái quá trình mình đã làm cái này 3 tiếng rồi. Đó. Một bên thì chúng ta nhấn mạnh kết quả, còn một bên thì chúng ta nhấn mạnh quá trình hay là hành động. Còn điều gì nữa khác ở thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nữa nhỉ? Cái tên nói lên tất cả đúng không? Khác phần tiếp diễn. Nhắc đến tiếp diễn thì các bạn còn nhớ những gì mà cô dạy về
động từ chỉ trạng thái ở thì hiện tại tiếp diễn không nào? Thì hiện tại tiếp diễn. Đoạn nào không nhớ thì chúng ta sẽ cùng quay lại video đấy để xem cô nhé. Rồi, chúng ta sẽ có sự khác nhau, đó chính là đối với state verb, tức là các động từ chỉ trạng thái ở thì hoàn thành, chúng ta có thể dùng các state verb, đúng chưa? Ví dụ như I have known her. For 10 years. Đúng chưa? Động từ know là động từ chỉ trạng thái. Và cô có câu là I have known her for 10 years. Tôi đã biết cô ấy được 10 năm rồi. Ok? Thế nhưng mà ở bên này chúng ta có thể nói là I have been knowing her for 10 years không? Tôi đang biết cô ấy được 10 năm rồi. Tôi đã đang biết được cô ấy được 10 năm rồi. Nghe sẽ không được tự nhiên lắm, và người bản xứ người ta sẽ rất ít khi hoặc là không nói như vậy nhá. Chúng ta sẽ không thể dùng với các state verb ở đây. Và chúng ta sẽ không nói là I have been knowing her for 10 years. À, chúng ta sẽ không nói là I've been knowing her for 10 years nhé, mà chúng ta chỉ nói I have known her for 10 years mà thôi. Vậy đấy là tất cả những kiến thức về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cô chúc các bạn luyện tập chăm chỉ và làm chủ được ngữ pháp. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau nhé. Bye.